Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Cho cô Hai Gương ở Cần Thơ. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Kính mời chú vị và chư quý đồng đạo mình cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sâu, vẫn biết công phu con dạy dầu, nhưng nỗi tiền kiếm gây lắm nợ, đời này cha dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hồi long qua, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại xét thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian mà, đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn trước quyền cơ giải mạch sầu. Vì thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con tránh được nào. Quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao. Đường xa xa xôi, thầy nguyện cầu Phật thần ban rải huệ linh màu, cho con yên ổn thân đôi chút, chớ dễ nào thầy quên trẻ đâu. Nam Mô A Di Đà Phật.